Không có sai lạc nhé. À, mình là hiệp sĩ SPC tham dự đồ phố YouTuber đồng hình nhạc nha. TV để dẫn nói bật kèm thấy thì được vui quyền. Nhưng như tình hình ở đây có chương trình ca nhạc và mọi người đồng diễn là bình thường, không có rộng rắp hay hậu đãi gì nha. À, nấu đèn thì nấu mũi, hủi, lỗ lúng, dần dần. Mọi người dân đang chăm chú hôm nay là rơi vào ngày 14 Tết nha mọi người. Thời gian là 10:42. Sợ thua cho tôi, thật xảo hoài, diễn giải hoài. Thua đó, thua phải không? Ừ. Trên cơ thể con người lỗ nào đau nhất đó? Lỗ gì? Lỗ đầu. Sao lỗ đầu nội? Lấy cục đá, trời đầu đau không? Vậy à. Anh thử coi đau không? Đau 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 đau. Dạ tới tôi, tới tôi. Ừ, tới tôi cầm đúng, Cậu à. Rồi nghe đúng nha. Nghe chỉ bị nha. Đúng không? Một chiếc xe đòi chở 5 người chạy trong đường, bỏ số 3 người chạy trong đường, bỏ số 2 người chạy trong đường, bỏ số 8 người chạy trong đường, bỏ số 1 người chạy trong đường, bỏ số 9 người. Tôi đố ông. Đốt. Đây tình hình đây hoạt động bình thường không có được xảy ra nha mọi người. Không đâu cười nghe thấy không? Cho tới luôn á. Cái gì mà? Gì? Mấy anh đất tiền lên đó xuống đã hỏi thật tài xế nó gì mụ nội tôi không biết nữa. Bởi vậy anh đó ông. Về đi. Sao? Ông tên Tèo. Thật lắm. Ông tên Tổ Na. Thật luôn. Thua chưa? Ông tên này là chương trình ca nhạc hồi nãy em nghe kia lô tô. Không phải luôn hả? Không phải luôn. Chặt lắm luôn. Rồi câu này chắc chắn là đúng rồi nè. Chắc chắn là đúng luôn. Đó là thua. Trời, biết ông lái xe tên gì không? Ông tên vậy. Tên Bác Tài ông nội ơi, dễ quá mà vậy ông không hiểu nữa. Sao kia á, ông chạy xe hỏi Bác Tài. Tới chỗ lên xuống tên Bác Tài, cái đâu biết ông tên gì. Thôi rồi nói nghe nè, bữa nay là tết nhất rồi, bây giờ mình chúc bà con ở đây được không? Chúc phải không? Chúc là nghề của tôi. Chúc được không? Bây giờ tôi chúc anh chúc cậu phải không? À, chúc chương trình ca nhạc sắp hết rồi. Nghệ sĩ chúc có dầm có điệu nha. Đó là chuyện bình thường. Đâu có bữa này, anh nghe lúc nè. Dạ kính thưa quý vị, chúc mừng năm mới, cứ chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và được an khang trường thọ. Mọi chuyện chớ có lo, ông trời sẽ ban cho tiền bạc chất đầy kho, xe đi dựng ngoài đầy cửa ngõ. Lời chúc đến đây đã sáng tỏ, xin quý vị cho chàng phóng tay cho nhỏ. À, giỡn. Tôi chúc câu này rồi, chúc câu khác được không? Chúc được luôn. Rồi. Năm mới nha. Ừ. Năm nay năm gì? Năm thần phải không? Năm thần. Rồi. Chúc cho toàn thể quý vị quan khách có mặt tại hội chợ này. Hội Hoa Xuân bước sang năm mới sao làm ăn không còn cực khổ quá dữ, nghệ sĩ có nhiều show nữa, trai gái lớn lên ai cũng có bồ quá đã, bà con đi buôn đi bán lời chứ không có lỗ quá dữ, túi lúc nào cũng có tiền vô giàu, chỉ mà hai tay để con cháu chịu vỗ đó thấy không? Chú ơi, tưởng gì anh cũng gài luôn rồi nè. Thôi nói nghe nè, chú bên đây rồi bây giờ để cho ta còn sổ số lô tô nữa đó. Bây giờ mình đi nha, hết thời gian rồi phải không? Đi chào bà, chú đi chào bà con bác đi vô cháu. Thôi mình tạm ốp nha mọi người, để mình về xe vô chút.